Tuấn Quang xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live hôm tối nay. Thì như thầy Quang đã nói đúng không ạ, thì từ giờ thì thầy Quang sẽ cố gắng cứ mỗi buổi live sẽ đưa vào một đoạn clip. Thực ra là chúng ta thẳng thắn thừa nhận với nhau, thí dụ như là đất nước nào cũng có một cái mặt hạn chế đúng không ạ. Mình cái mục đích thầy Quang đưa những đoạn clip này lên, thầy Quang cũng chẳng muốn gọi là đả kích nước Mỹ hay là gì cả. Mục đích của thơ Quang để chứng minh cho người dân trong nước thấy được rằng đất nước nào nó cũng có mặt này mặt kia. Nhưng ở đây tại sao người dân trong nước họ không tiếp cận được, đúng không ạ, họ không có mình dung ra được, mà chỉ là những cái gọi là cái luận điệu tuyên truyền một chiều của những thế lực thù địch ở thế giới bên kia nó chống phá. Nó cứ hô hào, nó ra rã là nước Mỹ thế này, nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ thiên đường gì đó, rất là tốt, người dân không cần làm gì hết cũng qua đó là cũng có ăn. Và chính những cái luận điệu như vậy thì thưa quan tin rằng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái nhận thức của những người dân gọi là kém hiểu biết. Cho nên là mục đích thưa quan chỉ đưa lên là với cái ý đồ là như vậy, là để cho người dân thí dụ có tiếp cận, họ thấy được nước Mỹ thật ra nó cũng thế này thế nọ, và cái cuối cùng thì họ quyết định, họ chọn nghe theo ai, đó là quyền cá nhân của mỗi người, đúng không mọi người? Thưa quan xin nhắc lại đó, thưa quan rất là sòng phẳng và rõ ràng. Thưa quan đưa cái đoạn clip này lên là của chính người Mỹ họ làm nha, mọi người thấy rõ rồi đúng không, chứ không phải còn những trước đây chúng ta cũng gặp nhiều, nhưng mà thí dụ do người Việt ở bên đó họ bức xúc, họ đưa lên để cho người dân trong nước thấy, thì những thành phần bên kia họ cũng có cái luận điệu họ chống lại, họ bảo đó là do cái gì đó, rồi những người này đi quay chứ nước Mỹ không phải như vậy đâu. Chừng nào thí dụ như mấy bạn thấy đúng của người Mỹ đưa lên đó thì các bạn hãy tin gì đó. Thì thưa quan, cái mục đích thưa quan là như vậy, và rõ ràng là thưa quan chứng minh cho mọi người thấy đó là những cái đoạn clip đó là của người Mỹ làm ha, để họ đưa lên chứ không phải là người Việt nào ở đây hết. Thì sẽ cố gắng xen kẽ trong những cái buổi live để cho mọi người thấy được, và đặc biệt là người dân họ tiếp cận được, họ nhìn nhận ra được sự thật nó nằm ở đâu, vấn đề chính nó nằm ở đâu, rồi họ lựa chọn như thế nào đó thì tùy họ. Họ tự chọn nghe theo lời phản động hay nghe theo lời thành phần chống phá, đó là quyền của họ, hoặc họ nghe theo những cái gì đúng đắn ở trong đất nước thì họ nghe. Chúng ta không có quyền can thiệp được, chúng ta chỉ trách nhiệm là chúng ta nêu lên thôi. Ý là như vậy. Thì hôm nay để tiếp tục cái chương trình hôm nay, cái buổi live hôm nay, thì thưa quan xin chia sẻ với mọi người cùng một cái thưa quan muốn mọi người đi tiếp cái chủ đề là như chúng ta đã làm mấy bữa trước đó, nó liên quan tới vấn đề là từ cái ảnh hưởng của những cái dịch bệnh gì đó, chúng ta đã từng bức xúc về vấn đề là tại sao những cái cơ quan báo chí chính thống họ không chung tay với nhà nước, với chính quyền, trong cái đặc biệt trong cái lúc mà đất nước chúng ta gặp khó khăn như vậy trong cái công tác phòng chống dịch vừa qua, đúng không ạ? Và với cái quan điểm của người dân thì thưa quán như mười cũng vậy, chúng ta chỉ đưa ra cái góc nhìn của người dân chúng ta thôi, là tại sao, đúng không? Những báo chí thay vì những cái lúc khó khăn đó họ chung tay với nhà nước đưa ra những cái thông tin, và đặc biệt là những thông tin về những cái quỹ an sinh hay là những cái chế độ chính sách gì đó dành cho người yếm thế, đúng không ạ, thì lại ít thấy họ gọi là tuyên truyền những cái điều đó để cho nó phổ cập đến người dân nắm được, và họ sẽ quyết định, đúng không, và họ sẽ quyết định là đi hay ở và làm cái gì, đúng không ạ? Đó thì cái điều đó là cũng rất trăn trở mọi người, tại vì mọi người cũng biết rồi, cái ảnh hưởng của truyền thông nó so với mặt bằng xã hội, cái ảnh hưởng của truyền thông nó rất là lớn đó. Nếu cái công tác của họ làm tốt thì thực quan tin rằng thì cái câu chuyện mà người dân lũ lượt kéo nhau về quê nó không đến nỗi như vậy, đúng không ạ?
tối thiểu, như họ cũng giúp giúp chính quyền lan tỏa thêm, là gọi là chỉ dẫn cho người dân, đúng không? Chỉ dẫn cho người dân là nên đăng ký ở chỗ nào, làm cái gì để được hưởng quyền lợi, hay là muốn về thì cũng nên đăng ký ra sao, cái trình tự thế nào, ở địa phương nào, cấp nào, để họ có những cái họ tiếp cận nó tốt nhất đến cho họ. Các bạn thì không thấy, thì chỉ thấy họ tập trung vô cái mảng gọi là showbiz á, chúng ta gọi là nghệ thuật, chúng ta gọi là nghệ thuật. Thì thưa Quang cũng hiểu về vấn đề là với cái cuộc sống gọi là cái cơ chế thị trường, đúng không, nó chạy theo cái lợi nhuận, cái thương mại, đúng không? Thì thưa Quang cũng hiểu, nhưng mà chứ họ mọi người chứ họ 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 làm thương mại cả cả đời chứ đâu phải họ làm thương mại một hai ngày, mọi người công nhận không ạ? Trong khi đất nước đang được nó khó khăn như vậy thì chỉ gián đoạn chút xíu thôi, rồi chúng ta phụ cho đất nước nó ổn định, cho người dân nó có những cái ánh nhìn tốt, cái đó cũng hay mà, đúng không mọi người? Chứ đâu nhất thiết là phải cứ bám theo những cái vấn đề kia, hoặc là có thể là xen kẽ thôi, thay vì đưa tin bên kia 10 lần, đúng không, thì bây giờ ví dụ đưa lại 6 lần 5 lần thôi, và những lần kia thì mình đưa những cái chính sách gì đó mình thông công bố ra cho mọi người nắm rõ. Xã hội nào, đất nước nào cũng có sự hạn chế, nhưng ở các nước tư bản nó khắc thiệt nghiệt hơn vì áp lực cuộc sống. Cái cơ bản là cơ hội việc làm đòi hỏi kỹ năng làm việc rất chuyên nghiệp và cao, nên cạnh đó là thuế áp lên họ rất cao. Còn ở xã hội chúng ta cũng có khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhưng chế độ chúng ta luôn làm mọi cách để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bằng các chương trình hỗ trợ đối tượng yếu thế trong xã hội, tạo ra cơ chế và cơ hội việc làm cho các nhóm đối tượng đó. Đúng đó Hoàng Nguyên. Thì đó, thì cho nên là Thông Quang cũng nói rồi, Thông Quang đưa những cái đoạn clip đó lên chỉ để cho người dân họ thấy rõ hơn, thấy rõ hơn những các mặt của những nước mà họ cho là thiên đàng gì đó, và thực tế Việt Nam chúng ta ra sao, để cho họ tự lựa chọn, đúng không ạ? Đó, đó là cái mục đích của Thực Quang muốn đưa những đoạn clip đó là như vậy. Và để tiếp theo cái vấn đề như cái chủ đề Thực Quang muốn đem mọi người đó, thì Thực Quang xin chia sẻ với mọi người về cái góc nhìn của người dân, và cụ thể góc nhìn người dân về truyền thông đó, và cụ thể là họ đây là một tiktoker là chúng ta cũng hiểu rồi, thì họ là người dân chứ là gì nữa. Họ đưa ra một cái ánh nhìn, họ có một cái ánh nhìn về cái công tác báo chí á, đúng không ạ? Công tác báo chí như thế nào, thì cái đó để chúng ta đưa có cái một cái ánh nhìn nó khách quan, đúng không ạ? Chứ là không phải là riêng cái diễn đàn chúng ta là đưa ra vấn đề đó. Thực qua muốn chứng minh cho mọi người biết, tức là hiện tại ở ngoài mặt bằng xã hội và đặc biệt trên không gian mạng, rất nhiều cái sự phản ứng về điều này, và để dẫn chứng điều đó thì Quang xin mở cho mọi người cùng xem một đoạn ngắn thôi. Câu like về những đám tang và sự tha hóa của truyền thông Việt Nam. Đây là MC Billy của kênh Dòng Máu Việt. Có lẽ truyền thông Việt Nam dành nhiều sự chú ý hơn để khóc online cho cái chết của một YouTuber do phóng nhanh vượt ẩu. Còn tin tức để tưởng nhớ ngày ra đi của một vị anh hùng dân tộc đem lại hòa bình cho hàng trăm triệu người Việt Nam là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ít người chia sẻ. Hay là ngày giỗ đầu của 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng Ba khi đi cứu hộ nhân dân lũ lụt cũng không mấy người nhắc tới. Và gần đây nhất, bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời. Lập tức gần như tất cả các mặt báo đăng với mật độ kín mít với mở đầu tít bài báo là tin buồn, bố ruột Hoài Linh. Và đăng tin buồn nhưng từ nhà báo cho đến người đọc lại chẳng ai thấy họ buồn gì cả. Bởi đơn giản, các tờ báo muốn mượn danh tiếng của Hoài Linh để giật tít cầu like. Điều đáng buồn là mới trước đây, vị trung tá, hùng xám đường số 4, anh hùng Đặng Văn Việt từ trần, thì các báo lẻ tẻ đăng cho có lệ vì còn mãi chạy theo sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Thì hôm nay, họ lại bu quanh sự qua đời của một cựu đại úy Ngụy Quân Sài Gòn chỉ vì ông này đã đẻ ra một ngôi sao showbiz.
đến hôm nay khi lễ tang diễn ra thì các tờ báo mới lòi ra mối quan tâm thật sự của họ. Nhân vật chính họ quan tâm không phải là người nằm trong quan tài, mà là người họ lợi dụng tiếng tăm để câu view. Nghệ sĩ Hoài Linh tiều tụy chịu tang bố là cái tít báo của ngày hôm nay. Đọc cái tít nghe có hài hước không? Bố mẹ qua đời, con cái ai mà chẳng tiều tụy chứ có phải riêng Hoài Linh đâu. Đặc biệt, Hoài Linh mặc bộ quần áo tang trắng toát từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang kín mít, còn chừa lại mỗi đôi mắt thì tôi không hiểu các nhà báo sao biết người ta tiều tụy được nhỉ? Thực sự tôi nể phục trình độ nhân tướng học của các vị nhà báo luôn. Đó, mọi người thấy không? Tức là một TikToker đó, đó cũng là một người dân. Họ đã nêu cái quan điểm của cá nhân của họ đó. Tuy nó nhẹ nhàng đúng không mọi người, nhưng mà nó có gì đó rất là mỉa mai. Và họ có cái ánh nhìn theo thời quan đó, nó cũng rất xác thực về cái những người viết báo, làm báo. Rõ ràng đúng không ạ? Thì thật sự thì cái truyền thống người Việt chúng ta đúng không? Nghĩa tử là nghĩa tận, thì không cần biết gì cả. Khi một người nằm xuống thì trên góc độ người Việt thì chúng ta tối thiểu là cũng giống như thời quan ngày trước cũng từng nói, là tối thiểu chúng ta cũng có hành động gọi là ngã mũ, ngã mũ trào để tiễn đưa, đúng không? Thì ở đây đó, một người dân, một công dân họ cảm thấy bức xúc, trong khi cùng thời điểm đó trên đất nước đúng không cũng xảy ra nhiều việc. Những danh tướng, những vị tướng hoặc là những chiến sĩ đã vì nhân dân đã hy sinh như thế nào. Và đặc biệt trong tuyến đầu cũng vậy, mọi người cũng biết tuyến đầu với cái dịch bệnh vừa qua đúng không, cũng rất nhiều các bên cơ ngành công an, bên quân đội hoặc các vị bác sĩ đã tham gia cái công tác phòng chống dịch đó mà bị nhiễm Covid và phải hy sinh, đúng không? Thì cũng không thấy báo nào đề cập nhiều. Họ chỉ gọi đưa tin cho có. Thì cớ đâu thì chỉ những cái con người như kia thì họ lại rầm rộ. Thậm chí họ túc trực bên giường bệnh để họ cập nhật tin từng ngày. Rồi sau đó là dịch tiết Covid. Nghe nó phản cảm, rất là phản cảm mà. Rất là phản cảm. Có thể họ bao biện là vì thương mại kinh tế gì đó thì theo thơ quan thì không thuyết phục lắm. Không thuyết phục lắm. Bởi vì thí dụ như thu nhập trong một lần đăng thì có đáng là bao. Đúng không ạ? Có đáng là bao đâu. Nghe thì nó thật sự đối với thơ quan thì quan không thuyết phục. Cho nên là thơ quan muốn làm chủ đề này để mọi người thấy được rằng là không riêng gì tất cả chúng ta đã có những cái phản ứng, đúng không? Nó có vấn đề nó bức xúc về cái công tác báo chí đó. Mà trên xã hội bây giờ cũng rất rất nhiều, theo thơ quan thấy rất rất nhiều chứ không phải là riêng chúng ta. À, nghe rõ. Ủa sao? Nãy giờ bố nghe rõ không? Nãy giờ bố có nghe gì rõ không? Tao nghe rõ mà sao Bluetooth nó không có bắt vô ta? Rồi nghe rồi. Khoan để tôi gắn này vô đã. Trời ghê. Cắt ra đường nói chuyện quá. Quá à. Bữa nay à. Hôm nay mấy cái bếp nó làm ồn ào quá nên tao ra đường mà nói chuyện. Ok. nhắc tới cái vụ lái xe tôi mới nhớ cách đây khoảng con nghe rõ không? Dạ con nghe rõ. Nhắc cái vụ lái xe tôi mới chợt nhớ là cái vụ tao đi học lái xe hồi cách đây mấy chục năm rồi. Tao mới lần đầu tiên qua Mỹ thì
bà già bà nói con qua đây con không biết lái xe, còn không biết lái xe là không có làm ăn gì được trên trời. Ok, má giờ má gọi má bỏ tiền ra bà con nhập cái xe nha. Dạ dạ đàng hoàng. Xong rồi cái bỏ mướn ở trên xe là nó có company là xe là chuyên môn bán mấy cái đồ mà coi như là kèm búa ốc vít, mày biết rồi đó, cái hãng xe rất là lớn, thì trong đó nó có một cái trường dạy lái xe. Cái bà gọi điện thoại vô, cái bà nói là ok, có bữa đó có thằng Mỹ nó xuống, cái nó ok, rồi bà mắc lắm nha, thời đó mà một tiếng 70 đô là bà biết mắc rất là mắc. Nhưng mà nó khổ một cái là biết sao, nó khổ một cái là ở Việt Nam thì mình hay chạy xe Honda, mà mình chạy xe Honda thì mỗi lần qua ngã tư là đủ má ngừng xe lại, dùng qua dùng lại hai bên, có không mình mới đi, đúng không? Thì cái xe của thằng đó nó dạy thì nó có cái thắng kế bên, mà tao cũng có cái thắng, tức là có thắng hai bên lận, có để phòng ngừa cái sự bất trắc á. Thì đủ má nó ngộ lắm, trên con đường tao mà đường phố Mỹ thì nó có nhiều ngã ba ngã tư, mà trong local, tức là trong cái thị trấn đi đại khái vậy thì rất là nhiều ngã tư qua, mà mỗi lần tới ngã tư không cần phải đèn xanh đèn đỏ vậy, tao phải ngó qua phải ngó lại rồi xong đi, đủ nó bực lắm à, đủ má tại vì có con đường mình đi là mình phải mập đạp, mà đâu có biết, đâu có biết lực mới qua mà đủ má cái nó vậy, nó chửi tao stupid, tao đâu có biết mẹ đâu, tại đâu biết tiếng Anh cho nên ra mà đâu biết về hỏi thằng cháu. Thằng cháu hỏi câu hai bữa nay đi học sao, tao ngon lắm mày, nó khen tao á, rượu má nó kêu tao xuống bịch á. Thằng cháu trở mặt á, đủ nó chửi câu hai đó, hỏi chửi gì, nó chửi được cái đồ ngồi đồ thứ ngu, đồ đồ ngu si hả, chửi tao ả đủ quá vậy. Mày biết mày viết cái gì mà chàng chỉ tao nói đủ, tại làm sao mày chửi tao, đủ má buồn cười lắm, có nghe quá hay sao, đủ má học hai ngày thì cái ngày thứ ba nó thấy nhỏ mày đi thi luôn để mình lấy bằng luôn, phải không? Không học nữa, qua nó tới người xe nó hỏi đủ mời mày lên xe đủ má, nó hỏi tại tao hỏi ý viết thằng cháu tao nó viết quyền bên giấy được một tiếng Anh đàng hoàng, nó mặc đàng hoàng sao tao hỏi nó tại làm sao mày chửi tao ngày hôm qua, đủ bánh răng nỉ tao, nó kêu em sorry các cái đủ thứ rồi tao dẹp tao, đủ mày đi về tao bọc nữa đủ má để có nghĩa là đủ má nó chửi mà mình cũng lên cửa tao cười nó chứ cha, đủ khoái đủ ngồi dịp dò đủ quá, nó nay học đã nha, đủ nó khen đủ được thầy giáo khen đúng không, được thầy giáo khen đúng không, tự nó khen đủ ai nhè gì cháu nó phải chửi hoài á, đủ nó hỏi chửi gì đủ má nó chửi tao đủ ngu si đố bịch là ngu si. Ừ, mà tao ngồi tao cười, bây giờ nhắc lại cái vụ lái xe tao ngồi tao cười bể bụng, tao nói đùa mà đúng là cái gì cái đồ đó nè, đó là một cái kỷ niệm qua bên Mỹ mấy chục năm về trước, thấy tụi nó ngồi không lái xe. Thì quay lại cái vấn đề mà báo chí thì bữa nay thì bố không có lên live, bữa nay thì lại có kẹt ở nhà, thế là vì nó không có lên live được, nói chuyện ồn ào không được, không có tự do, không có thoải mái, xuống chỗ làm rồi thì nói như vậy thì Phạm Xuân mày rồi các con các cháu mà đã dẫn chứng những cái sự việc mà tao nói từ trước tới giờ tao đang cái xe thuốc đó thì đúng chứ không có sai. Mình không chủ quan, nhưng mà có cái điều đó mình cũng nên chấn chỉnh, là mình cũng nói một cái điều này, có nghĩa là mình hy vọng là cái bộ văn hóa hoặc là báo chí hay là gì đó chấn chỉnh lại những cái phát ngôn mà những cái bài báo viết mà nó mang tính cách là ảnh hưởng cộng đồng rất là lớn. Đồng ý điều đó không? Có giống như nãy con ta coi mà ta không mấy, ví dụ như hai đứa nhỏ mà nó lên nó nói phê phán thì báo Thanh Niên đó thì rất là chính xác, nó thẳng thắng là vậy. Thì cái điều đó là ta nói hoàn toàn chính xác đúng chứ không phải là sai, bởi vì cái ngòi bút của người mà ký giả viết một bài báo rất là quan trọng, bởi vì khi người ta không có tâm thì nó sẽ dẫn cái con người mà đọc cái bài báo đi ra một cái hướng lệch lạc, lại hướng lệch lạc, mà người nếu người ta không hiểu thì người ta nghĩ là cái này nghĩ tới kia rất là xấu xa. Cái điều đó là mình muốn lên đáng thôi, nhưng mà tao khổ quá mày ơi, đủ mà tao lên tao nói hoài nó rồi vặt lông tao đá dập giái tao rồi mày về đây đủ má mày đủ má làm sao. Ê cho tao hỏi thử nhà thương Chợ Rẫy mà lỡ nó có bị vậy, nhà thương Chợ Rẫy có cứu có mổ ra đủ má nắng lại không, hay là nó dập rồi sẽ bỏ mày, tao không hiểu. Thiệt tình khổ ghê vậy. Thì hôm qua nay thì thấy có vẻ hình như là dịu lại rồi, không có chửi nữa, hay đi không còn chửi nữa, hay là chửi nữa tao cũng không rành, tại vì tao không quan tâm. Quan tâm làm gì? Ông cũng nhiều chuyện, quan tâm gì? Nhiều chuyện. Là chứng tỏ là cứ khổ ở cái mạng xã hội này, con biết rồi, đúng cũng chửi, sai cũng chửi, nói chung là cái gì nó cũng chửi được, thế mà nó không ưa là nó chửi thôi. Đó, khổ thích là chửi, thích là chửi, thích là nó chửi à, thậm chí nó cho chết là chết, cho sống là sống, thấy rõ ràng không? Đù má, khổ, khổ ơi là khổ, thành ra nhiều khi tao nản là ở chỗ là đủ sắc kỳ, tao đủ má, mình đâu có làm gì đâu, có tội, có lỗi gì đâu, đủ mà nói đúng mà, đủ mà không, nó cũng chửi là chửi xíu. Mấy cái thành phần đó là bố không thầm để tâm và bố cũng không để ý gì, bởi vì bố coi nó giống như chăng như là một con
mình nói nặng thì nó thấy thôi, mình coi như mình không đáng quan tâm, bởi vì nó còn ấu trĩ quá, mình không cần phải nói chuyện với nó nữa. Thế thôi. Một đứa thì viết thì chính tả còn chưa xong, tụi mày bỏ dấu không biết bờ đường nào mà bỏ dấu, đừng nói chi mà vậy mà rồi đặt là phê phán tao mới là ghê chứ, đừng ớt là anh sống luôn, bởi tao có sợ quá mày. Tao hỏi mày lần nữa, lỡ tao có bị dập giấy mày đưa nhớ làm ơn chở tao vô bệnh viện Chợ Rẫy nha. Trời, ok. Chị nhỏ. Tao thấy tao cũng cười. Đùa quá. Bây giờ đang làm mà nó cắt mất đi cái sự mà cái luồng tư tưởng đi. Tao kể cái chuyện hài mà tao đi qua đây tao học lái xe cho tụi bay nghe thôi. Còn chuyện thôi tụi con tiếp tục đi. Ok. Rồi thì như vậy thôi. Vậy thôi hả? Cái vậy thôi hả? Không phải. Đang làm mà thấy đây bận đồ đẹp chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Khổ. Cái bằng làm nhà hàng mới bắt dĩ, không làm thì không được. Con cái rồi mới nhờ giả thì bây giờ phải sao, phải vậy thôi, chứ bây giờ vậy khổ vậy đây. Thôi thì kệ, tao lo tao đi kiếm tiền, tao mua iPhone Pro Max. Mua iPhone vậy. Rồi có gì tao ngồi tao nghe, trong hồi thì có chuyện gì vui vui tao lại lên nữa, ok. Coi như mộng làm giàu đúng không, coi như là mộng làm giàu gì. Bởi vì nếu mình nghèo, chúng nó ghét, chúng nó đòi dập giấy, không có tiền đâu đi nhờ thương, đồ mắc khổ quá. Mọi người nha, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Xin chào tạm biệt.